Từ Vi Đức Thắng xin chào anh chị ạ. Bài hôm nay chia sẻ tới anh chị về lá số năm mệnh dương lịch ngày 4 tháng 2 năm 2000. Âm lịch 29 tháng 12 năm kỷ mão giờ là giờ ngọ năm xem 2022 năm nhâm dần tuổi 24. À, đang nằm ở cái đại vận từ 15 đến 24, năm cuối cùng của đại vận rồi. Đại vận này thì yên tâm, đại vận này thì tốt, học hành các thứ nếu mới ra đời cũng rất dễ tốt, rất dễ được xếp cấp trên cất nhắc đấy chính là đại vận tử vi song lộc, hóa quyền, tử phủ vũ tướng đau hồng hỉ cát lành may mắn nhiều niềm vui tất nhiên có văn sự khúc Hoa kỵ thì có một chút tranh chấp thị phi còn cơ bản đại vận này rất là tốt tử vi ngũ hành thuộc thổ tử vi cư ngọ đế cư đế vị lại đi với lộc tồn lại đi với hóa lộc lại gì nhỉ lại mệnh thổ cục thổ tử vi lại ngũ hành thuộc thổ là số này mà vào cung mệnh này cũng rất là tốt nhưng mà cung mệnh ở mùi cũng rất là tốt rồi cách cục nhật nguyệt tịnh minh cách cục là gì nhật nguyệt tịnh minh tá cửu trùng ư kiêm điện tức là tượng phò tá quân vương Nói nó dễ hiểu hơn là đi phục vụ lãnh đạo cấp cao Còn quân vương ở đây thì nó xa xôi xa xăm lắm anh chị nhá Phục vụ cấp lãnh đạo cấp cao, cận quan, cận quý chính là cái lá số này Tử vận tử vi như thế này thì cát lành may mắn hành thông thuận lợi Tử vi cư ngọ vô hình kỵ giáp đinh kỷ vị trí công khanh Giáp đinh kỷ là tử vi nó hòa nhập với lộc tồn trong cái thế đồng cung hoặc là tam hợp Rồi à, kỷ mão tuổi âm mệnh nóng ở cung mùi nằm trong tam hợp thái tuế cát lành may mắn hành thông thuận lợi con người chính trực đứng đắn đàng hoàng tiếp theo mệnh thổ cục thổ như vậy là cục mệnh tỷ hòa cung thiên di cự môn thiên đồng địa không địa kiếp bình dương đà la ra ngoài nhiều cái tranh chấp thị phi thế nên là cần cần phải hạn chế đi cái, cái 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 hơn thua thiệt những cái gì cần nói thì nói cần làm thì làm thế thôi còn lại bỏ qua các cái thứ nó, nó phù du phù phiếm đi thì nó sẽ tránh được rất nhiều các sự, sự thị phi đấy là cái cung thiên di cự môn đi với thiên đồng tiếp theo là gì À, thân mệnh đồng cung à, thân mệnh đồng cung thì rất cá tính thân mệnh đồng cung thì à, suy nghĩ việc làm hành động gần như là rất thống nhất thân mệnh đồng cung tin tưởng vào số mệnh thân mệnh đồng cung như thế này rất tin tưởng vào số mệnh ân quang thiên quý đi với tứ linh mà thân mệnh đồng cung như thế này phải nói là thông minh tuyệt đỉnh số sau này là khá giả giàu sang phú quý đấy chính là cái lá số này rồi mời anh chị đi vào cung mệnh đi mệnh lập tại đất mùi mệnh lập tại đất mùi có sao kình dương kình dương nó chủ về gai góc kình dương nó chủ về đàn ông kình dương nó chủ về nam tính chính là cái lá số này đấy cái là cái thứ nhất cái thứ hai kình dương tứ mộ phú quý thanh dương kình dương ở đây ngũ hành là thuộc kim rất hợp với mệnh thổ lá số này là có nhật nguyệt chiếu sát tinh cách cục là nhật nguyệt tịnh minh lá số này tôi đánh giá rất cao à, những người phú quý lan truyền bởi sao nhật nguyệt chiếu miền sát tinh để được cái cách cục này thì âm dương nó phải sáng cái này thỏa mãn cái tố chất này, thỏa mãn cái điều kiện này cái thứ hai sát tinh phải đắc địa thì là số này đầy đủ cả hỏa tinh đắc địa kình dương đắc địa đều hợp với mệnh thổ cục thổ cái thứ ba cái tổ hợp cung mệnh cung thân ở cái cung mùi là tam thai bát tọa ân quang thiên quý long chỉ phượng các hoa cái hóa khoa tả phù bật toàn những cái sao phải nói thực sự rất rất tốt đối với cái lá số này tam thai bát tọa à, giáp bát tọa giáp tam thai thiếu niên sớm dự lâu đài nghi ngang đấy là giáp thôi anh chị nha còn chưa kể nó nói ở nếu mà ở cung mệnh ở cung thân nó còn may mắn cát lành hanh thông thuận lợi tại sao nó được như thế vậy thì tại vì tam thai bát tọa nó tượng của nó là cái chán cái cằm người mà có thai tọa thì thân hình mặt mũi các thứ là nó đầy đặn nó toát ra một cái phúc khí nó thường chủ về cái sự may mắn cát lành hanh thông thuận lợi thai tọa là cái sao đài cát nó không đài các nó chủ về một chút cao sang quyền quý đấy là cái thứ nhất cái thứ hai ân quang thiên quý Quang quý là những sao liên quan đến Phật độ trời che Những cái thực sự nó rất là may mắn Quang quý là liên quan đến ân điển sắc phong của nhà nước Là cái sao ân quang thiên quý Ân quý mà ở mệnh thì kiểu gì cũng được vinh danh, vinh dự, vinh điển Đấy là sao ân quý Ân quý mùi xỉu hạn lưu, đường mây nhẹ bước danh cao bảng rồng Đấy là tới hạn đây lại còn ân quang thiên quý ở mệnh cái tổ hợp sao đôi ở lá số này nó rất nhiều thai tọa quang quý tiếp theo long chỉ vượng các hai sao đóng vào cung xỉu cung mùi vượng thay diêu hỉ khốc rồng mây gặp hội chốn thi đình danh vội vào cao cái lá số này nếu nói về mặt học hành công danh các thứ là rất rực rỡ lá số này là tượng là đi phò tá cho lãnh đạo cấp cao làm trợ lý làm thư ký làm phó phó giám đốc rồi phó tổng vân vân các thứ đều đạt được hết đấy là cái lá số này mệnh cách lại có cái tổ hợp hoa cái cốt cách nó cao sang quyền quý nhưng mà hơi cô độc hơi kiêu ngạo một chút tính tình rất phóng khoáng rất sởi lời rất độ lưu lượng nhưng có cái gì nó hơi khó gần nhẹ nhẹ một chút thôi tiếp theo quan phủ suy nghĩ chín chắn kỹ càng con người mà có tứ linh thì chính trực đứng đắn đàng hoàng làm việc là có trước có sau làm việc là có cái sự suy xét đấy làm việc là theo cái tư tưởng đường lối hành động thống nhất nó đã đặt ra mệnh thân đồng cung tiếp theo mệnh này là mệnh vô chính diệu được âm dương tả hữu sang chiếu đấy, tả phủ bật sáng chiếu thì con người nó rất tài năng đa tài đa năng cách cư xử là đôn hậu trọng hậu à, cách xử thế trong các cái vấn đề liên quan công việc tài bạch thực sự là nó mạch lạc nó lớp lang à nó có trước có sau nó có cái sự tài tình nó có cái sự cơ biến là cái sao tả phục hữu bật quan lộc mà có hữu bật thì nói chung là có quân có quyền có người trợ giúp à, khi đi ra ngoài đời là rất nhiều người trợ giúp về mặt công việc sau này là tượng là có người trợ giúp công việc cho mình là quan lộc hữu bật hữu thần là nhiều niềm vui tuyệt bạch khổ tăng môn bạch khổ tăng môn là chiến đấu hết mình bằng máu huyết ở trong cái cung công việc làm việc hết mình đấy là sao bạch hổ thang môn thái âm nó chủ về tài nó chủ về phú nó chủ về điền lá số này anh chị nhìn điền trạch kim trinh thiên phủ là quan lộc thái âm thái âm là mặt trăng tượng liên quan đến ăn uống vui chơi giải trí tượng là liên quan đến sông suối biển cả tượng là liên quan đến phân phối liên quan đến người nước ngoài lá số này hoàn toàn có thể làm những lĩnh vực liên quan đến xuất nhập khẩu kinh doanh buôn bán xuất nhập khẩu đấy là sao thái âm tượng của thái âm là mặt trăng tượng của thái âm là biển cả tượng của thái âm là sông suối mà mặt trăng biển cả mặt trăng thì chiều buổi tối chiếu sáng khắp bốn phương rồi biển cả thì có năm châu bốn biển thì có mặt ở khắp mọi nơi thế nên làm về cái mảng phân phối xuất nhập khẩu thực sự nó rất tác cách đối với cái lá số này thái âm Đấy. tiếp theo là thái âm này thái âm là cung quan lộc như thế này này tiếp theo này cung tài bạch này thái dương thiên lương lại đi về hóa khoa Đấy. thái dương liên quan trí tuệ nó chủ về quan nó chủ về quý đóng cung tài bạch kể cũng hơi thất sách nhưng mà được cái dương lương ở đây cách cục là gì? Nhật xuất Lôi môn, Nhật xuất Lôi môn sau này à, tiền bạc các thứ là rất rất nhiều. Đấy, Nhật xuất Lôi môn. Quan Lộc Thái Âm nó chủ về tài, chủ về phú, nó đóng thì kể không hợp cách nhưng mà nó vào cách âm dương lương đồng. Nó tam hợp và sáng chiếu như thế này về cơ bản nó bổ sung cho nhau được hoàn toàn tốt. Thái Dương nó chủ về quan, nó chủ về quý, nó chủ về trí tuệ. Thái Dương đi với hoa, khóa khoa hoàn toàn làm về những ngành nghề liên quan đến trí tuệ được. Là cái lá số này bất kỳ ngành nghề nào liên quan trí tuệ thái dương điện nhiệt lửa ánh sáng công nghệ thông tin đại hỏa tinh liên quan công nghệ lá số này làm việc công nghệ thông tin phải nói thông minh tuyệt đỉnh là cái lá số này thiên lương đi với ân cang thiên quý lại cái đi với hóa khoa tả phú bật nếu mà làm bác sĩ là bác sĩ có tài có danh danh là nổi danh nổi tiếng nổi đỉnh nổi đám âm dương nó sáng vàng vạc như thế này mà anh chị âm dương sáng âm dương là tượng là mặt trăng mặt trời chiếu sáng khắp năm châu bốn bể thế nên lá số này tượng là sau này nổi danh nổi tiếng làm bất kỳ ngành nghề gì cũng thế thôi đều nổi danh nổi tiếng và thậm chí là có thể vang khắp nam châu bốn bể chính là cái lá số này. Còn nó vang tới đâu thì nói chung là tùy cơ duyên thôi. Nhưng tượng này là tượng rất rất nổi tiếng. Ân quang thiên quý kiểu gì cũng có lần ân điển sắc phong của nhà nước được vinh danh vinh tặng. Hỏa tinh chủ về công nghệ thông tin rất là hợp cách điện nhiệt lửa ánh sáng rất là hợp cách này. Đại tiểu hao à, chi tiêu phóng khoáng hao tài tốn của thái tuế à, kiếm tiền rất chính trực rất đàng hoàng cái tổ hợp lá số này có cự có tuế thì hoàn toàn có thể làm những ngành nghề liên quan đến luật sư, liên quan đến tòa án, liên quan đến lời ăn tiếng nói. Tiếp theo là gì? Thiên khốc thiên hư thì một chút buồn phiền nhưng mà khốc hư ở đây đắc địa thế nên là tiền bần hậu phú, tiền trở hậu thành. Tả phú bật kiếm tiền bằng nhiều ngành nhiều nghề là số đa tài kiếm tiền đa ngành đa nghề rất rất nhiều công việc làm cùng một lúc đấy là con tả phú bật ở quan rất rất nhiều ngành nghề kiếm tiền cùng một lúc một lúc đấy là con tả phù khóa khoa kiếm tiền bằng kiến thức khóa khoa kiếm tiền bằng tri thức khóa khoa kiếm tiền về bằng những cái sự nó lương thiện bằng những cái kiến thức bằng cái chất xám đấy là con hóa khoa thiên lương thì giáo dục y tế giám sát quản lý vân vân Lã số này là mệnh lại là vô chính diệu cận kề tử vi cách cục nhật nguyệt tịnh minh tài bài có thiên lương hoàn toàn có thể làm giám sát kiểu như là phó giám đốc phó tổng giám đốc thay giám đốc điều hành mọi sự việc đấy là cái cùng mệnh tài quan là số này tiếp theo của cung thiên di Đấy, bình thường mệnh vô chính triệu luận cung thiên di khá là nhiều nhưng mà cái lá số này nó vào tổ hợp cách âm dương lương sinh lại sinh vào giờ ban ngày mệnh lại mệnh thổ thế nên là tôi xét phải cung xét cái cung tài bạch này nó khá nhiều một có cái sao thái dương ngũ hành thuộc uh, hỏa sinh cho mệnh thổ cái thứ hai là sinh ban ngày nó ăn vào sao thái dương rất nhiều còn cự đồng đi với thái âm đều là mệnh thủy hết đây cung thiên di ra ngoài ăn nói đối nội đối ngoại ngoại giao giao tiếp tốt nhưng mà cũng không tránh khỏi những cái sự thị phi đấy là cự cứ tấu thư tinh tế nhẹ nhàng khéo ăn khéo nói duyên dáng lắm đấy, thanh long thì cơ biến đủ điều tấu thư nói ngọt nhiều người dễ nghe điếu khách cũng là cái sao liên quan đến ăn nói ngoại giao giao tiếp có tài đấy, tiếp theo ân quang thiên quý đi với tài hiếu thì ai cũng yêu ai cũng mến ân quang là khách phong thao trên thời cũng vị dưới thời cũng yêu đấy chính là cái lá số này tiếp theo cô thần quả tú ra ngoài hơi cô đơn buồn phiền cái môi trường có cự môn thiên đồng thì nói chung là hay thay đổi là cái thứ nhất cái thứ hai hay vướng phải tranh chấp thị phi ra ngoài của hóa lộc của hóa quyền thì ra ngoài được uh, cũng có tốt về mặt tài lộc và có cái sự vĩ nể của người khác đấy là giáp lộc giáp quyền ở bên ngoài tiếp theo cự đồng ở đây có không kiếp có kình đà cô quả tang chiếu về nói chung ra ngoài cẩn thận cũng tương đối nhiều rủi ro đấy nhưng mà được cái mệnh tài quan nó sáng cách cục uh, phật ân quang thiên quý tam thai bắt tọa tả hữu thì nó hóa khoa toàn những cái sao giải hung giải tai giải họa nó nhập hết vào mệnh Thế nên là tuy là có một chút hung hiểm từ địa không địa kiếp Kinh Dương Đà La Nhưng mà không quá đáng ngại cũng chi nó chỉ chiếu thôi Tiếp theo cũng Phúc Đức này Phúc Đức là vô chính diệu đắc là đắc 2 không Được cái là âm dương sáng chiếu Thêm cái con địa không nữa là thậm chí là đắc 3 không rồi cung phúc đức vô chính diệu có dưỡng thì dòng mồ mả các thứ là được đang đang được ông bà các thứ chăm sóc rất là tốt là cái thứ nhất đại tiểu hao đi với tuế phá thiên khốc thiên hư trong dòng họ xem ra nhiều người là cũng ăn tiêu các thứ là hơi hoang phá nhiều người là bất mãn ngang trái với đời Tiếp theo thiên khốc thiên hư từ à, Tiền trở hậu thành tiền bần hậu phú Khó khăn trước à, thành đạt sau Đấy là những người trong dòng họ văn tinh Thông minh tinh ý thiên quan hiền lành Và phúc đức vô chính diệu Thì lại phải xét cung tài bạch Lá số này cung tài bạch có thái dương thiên lương hóa qua tả phù Thì đây là dòng họ xuất ra nhiều người là hiền lành lương thiện đấy là cái duy nhất sao thiên lương cái thứ hai là xuất ra nhiều người có công danh nhiều người có sự quý hiển đấy là thái dương chủ quan chủ quý đặc biệt đi về hóa khoa là có cái sự danh dự có cái sự uy tín được nhiều người nể nang đấy là tổ hợp của cung phúc đức này tiếp theo là gì phúc đức này thì hợp với ông hợp với cha rất là nhiều đấy là cái sao thái dương tiếp theo là cung phu thê cung phu thê nan giải rồi cung phu thê rất nan giải thiên cơ nó chủ về biến động nó chủ về thay đổi đấy là cái thứ nhất cái thứ hai có sao thiên mã cơ đi với mã nó lại càng chủ về biến động chủ về thay đổi mà cơ đi với mã thì hiện tượng là lấy vợ lấy vợ rất dễ lấy ở phương xa phương xa nếu phương xa thì rất có thể là thậm chí là cả nước ngoài đấy là cơ đi với mã mà độ rủi ro nó rất cao nếu mà lấy sớm anh chị nha lấy sớm nó có địa không địa kiếp nó cô thần quả tú đà la tăng môn mạch khổ lấy sớm rất dễ bỏ nhau rất dễ chia tay sớm đấy chính là cái lá số này cơ cơ đi với mã đi với địa không địa kiếp địa không đi kiếp làm gì là những cái gì liên quan đến oan trái nghiệp quả nó đóng vào cung phu thê là nghiệp duyên chứ không tốt đẹp gì cả đà la nếu đà la ở đây chính ra có khi lại tốt đà la là, là kỳ đà cản mũi là chắc trở chắc trở nếu mà muộn lấy vợ có khi lại hay chứ lấy vợ sớm cơ mã đi với không kiếp đi với tang hổ đi về cô quả như thế này mã đà là ngựa què mã tang là ngựa kéo xe tang mã cô quả là ngựa cô đơn nói chung là cung phu thê này rất xấu mặc thiên cơ ngũ hành đục mộc khắc mệnh thổ khắc cục thổ và quan trọng nhất là tính chất của thiên cơ thiên mã là chủ về biến động, nó chủ về không ổn định. Thế nên là tình duyên gia đạo liên tục à, xáo trộn, liên tục lục đục. Đi với địa không, địa kiếp, đà la, cô thần, quả tú, tăng môn, bạch khổ thì kiểu dị có ngày phải xa cách nhau. Còn nếu không xa cách nhau, đặc biệt là lấy sớm thì sẽ có nhiều chuyện nó không được hay xảy ra. Đấy là cái cung phu thê này, nói chung nan giải lắm. Nói đến cái cung thê này tôi nhìn lại cung quan lộc anh chị nha Quan lộc đối diện với cung thê thì lá số này nói chung là thứ nhất là kết không kết hợp với vợ Để làm ăn kinh doanh buôn bán sự xung khắc rất nặng Cái thứ hai lá số này có thể làm về những ngành nghề liên quan đến máy móc Thủ công mỹ nghệ đấy sao thiên cơ thì sao thái âm Tiếp theo là những ngành nghề liên quan công nghệ là cái bộ sao địa không địa kiếp này Kình dương đà la hỏa tinh rất rất nhiều sát tinh chiếu cung quan lộc Thế nên lá số này hoàn toàn có thể làm về những ngành công nghệ mà làm về ngành những ngành công nghệ hoặc liên quan đến nghiên cứu liên quan đến Sáng tạo thì phải nói là lá số này sẽ có những cái phát minh đã rất độc đáo để đời Đấy chính là nhật nguyệt tịnh minh chiếu vào cái cung mệnh thân Lại có thai tọa, lại có quang quý Nhiều lúc sẽ có những cái giấc mơ nó rất kỳ lạ cho cái lá số này Đấy, Từ đó sẽ ra những cái phát minh, cái sáng chế Đấy là bộ sao ân quang thiên quý, Phật độ trời tre Và cái khả năng tâm linh của lá số này rất tốt Đó là quang quý, đó là tứ linh Lại nữa đi về hóa khoa tả phú bật Nói là rất tuyệt vời cho cái lá số này thiên lương nó chủ về những ngành nghề liên quan đến nghiên cứu, Đấy, thiên lương rất ngăn nắp, rất trật tự, rất bài bản là tổ hợp mệnh tài quan cũng như là cung thê của lá số này tiếp theo mời anh chị vào cung phụ mẫu đầu tiên cung phụ mẫu mà có tuần, Đấy, có triệt thì hiện tượng là thường là phải xa cách cha mẹ từ bé có thể là cha À, à, có thể là cha mẹ đi làm vì bận đi công tác và xa cách thì đấy là chuyện hết sức bình thường anh chị nha đấy là tuần triệt cái thứ hai tổ hợp cách này là sát phá than thì không hợp bố không hợp mẹ bản chất của phá quân là hung tinh hao tinh bại tinh thế nên là không hợp nhau tiếp theo bộ cách của bố mẹ là phá quân đi vực khôi việt thực sự bố mẹ rất có tài năng có thể lo toan được gánh vác các cái việc trong gia đình cũng như là cái cơ quan mình làm tiếp theo là phá quân là quân nhân liên quan đến những ngành nghề quân đội công an cảnh sát hoặc nhà nước đặc biệt là có bộ cách binh hình tướng ấn nếu làm về những cái mảng liên quan đến binh nhiệt rất là rất hợp cách với tổ hợp sát phá tham thì binh hình tướng ấn đối diện là thiên tướng Đấy, như vậy là cái là số của cái cung phụ mẫu là có thiên tướng tướng quân chiều về lưỡng tướng nhập tướng tiếp theo là có sinh mộ vượng thì sức vóc là hơn người năng lượng là hơn người nguyệt đức thì cát lành thiên chủ có lộc ăn lộc để thai phụ phong cáo đi với khôi hệt việt, việt đi bình hình tướng ấn thì hiện tượng là được sắc phong bố cáo tức là có danh có chức đấy là cái cung phụ mẫu này tiếp theo cung nô bộc nô bộc thì hãy cẩn thận một chút cách cục là sát phá tham này cách cục sát phá tham có thiên khôi này khôi việt này khôi việt là sẽ có quý nhân trợ giúp tiếp theo người có hóa quyền tức là bạn bè các thứ là nhiều người có công danh có chức vị quyền hành đấy tiếp theo tham lang với đào hoa đi hồng loan đi thiên diều đây xem ra bạn bè cũng nhiều người ăn chơi phóng túng Thế nên cẩn thận cái mối quan hệ với bạn bè nếu không thì nó xảy ra nhiều cái không hay nên giữ gìn một chút là tham đi với đào hồng đi với thiên diêu cung phu thê thì lại trục trặc lục đục mà cung nô bộc lại có đào hồng đi với diêu là số lại rất tài năng rất đẹp trai rất phong độ ừ. ai cũng yêu ai cũng mến thế nên là khi mà cung nô bộc này thì rất nhất quyết là xảy ra cái tình trạng liên quan đến vợ chồng có thứ là nó lục đục nó xúc khắc tới cung nô bộc tham lang tham lang khả biến thành đào mệnh tham sinh vượng sông đậu một người một cái sao đào hoa ở đây một cái sao đào hoa nữa một cái sao đào hoa nữa một cái sao tình dục ở đây thế nên là cung nô bộc này nó gây ảnh hưởng không tốt đến cái chuyện liên quan đến gia đình đấy là cung nô bộc này nô bộc tiếp theo cung tử tức thử tức mà có thất sát thì hiện tượng thất sát là nam đầu thì hiện tượng là con trai à, ở cung dương là con trai nhiều hơn con gái sẽ đi với linh tinh ở đây là có hiện tượng à, khi mất khi sinh hoặc khi nuôi dưỡng linh tinh nó đoản tọ sát tinh thêm nữa tử tức lại có văn xương văn khúc thì con cái sau này khôi ngô tuấn tú học hành thông tuệ giỏi giang Thanh Long ở đây con cái phải nói là có cái tú khí phát ra trong người mặt mũi các thứ rất đẹp trai đế vượng lưng dài vai rộng số lượng con cái là nhiều đấy sát ở đây lại có thiên có phục binh chiếu về này có thai vượng này lại có đào hồng như vậy hiện tượng là rất dễ có con dị bảo ở cung dương tượng tự hiện tượng là con dị bảo của cái chàng trai này đấy chính là cái tượng của lá số con cái con cái mà có đó sát đi với à, sát như thế này nói chung rất nóng tính rất đấy rất dễ xa, xa ngã vào các cái ăn chơi của cuộc sống tại vì có đào hồng đi với diêu đi với thai nó chiếu hết vào đây đi phục binh nữa thế nên sau này nên giáo dục con cái nó cẩn thận hơn một chút quan tâm con cái nó nhiều hơn một chút rồi mời anh chị sang cùng tử tức ạ à. tử tức mà có tử vi lọt xong lộc quyền như thế này thiên khôi chiếu về thì thường thường bạn này không phải là con trưởng đấy tử vi thường là nó sẽ là người đứng trưởng tử vi thì anh em rất tốt tâm tốt tính sau này có thể kết hợp với nhau để cùng phát triển một cái sự nghiệp đấy là cái sao tử vi tiếp theo tử vi đi xong lộc quyền là anh em sau này là có chức vị có quyền hành có tài lộc đầy đủ cả tiếp theo có đào hồng ủy thì cũng rất là vui vẻ rất là niềm nở rất là đào hoa cái bản thân cái sao tử vi này nó không phải là sao đào hoa nhưng mà cái cái cung cách của nó cái cốt cách của nó là cao sang quyền quý thế nên nó thu hút người khác giới rất là nhiều như anh chị biết rồi vua là gì vua cung tần mỹ nữ ngày xưa nó nhiều lắm thì bản chất của sao tử vi như thế nó không đào hoa nó không lè loẹt như sao tham lang như sao đào hồng nhưng mà nó có cái gì đó thu hút người khác phải đấy là cái sao tử vi như vậy anh em nói chung là tốt, ăn nói tốt, có duyên các thứ, thông minh, nhanh nhẹn, tinh tế. Có rất nhiều năng lực, năng lực lãnh đạo, năng lực quản lý, năng lực giải quyết mâu thuẫn, năng lực kêu gọi đám đông, vận động quần chúng là cái sao Tử Vi. Năng lực để phát triển khai sáng một cái sự nghiệp là sao Tử Vi đặc biệt song lộc như thế này, lại có hóa quyền như thế này, lại có thiên khôi chiếu về cách cục của cung hình đệ ở tử phủ phụ tướng rất là đẹp. Hoàn toàn sau này có thể kết hợp với anh em để phát triển công danh, phát triển sự nghiệp, phát triển cái việc làm ăn. Đấy rồi cung tật ách này tật ách có vũ khúc là sao ngũ ảnh thủ kim à, vũ ngũ hành thủ kim thì cẩn thận các bệnh liên quan đến tai mũi họng tiếp theo thiên tướng là cái mặt thì cẩn thận cái đầu cái mặt nhưng mà được cái vũ tướng sáng thì nó chả vấn đề gì hóa lộc tại sao giải hung giải tai giải bệnh tốt cung tật ách này nó có cả thiên phục thiên phúc cách cục của cung tật ách này là tử phủ vũ tướng có cái con hóa kỵ thôi có thiên hình phục binh thiên hình phục binh thì gặp tuần gặp triệt mệnh tài quan lại sáng có tam thai quang quý Thế nên là gặp bệnh thì nó sẽ nó rất nhỏ thôi mà gặp phát là có bệnh phát là gặp thầy thuốc ngay cung tật ách ổn anh chị nha chính ra đây là một cái cung tật ếch đẹp này nó và cung mệnh cung tài cung quan thì cũng rất là tốt lá số này được cái mệnh tài quan tốt huynh đệ tật ếch và điền tốt cung phụ mẫu thì nhiều cái sự xung khắc cung phu thê xấu cung phúc đức cũng tốt cung thiên di xấu cung tử tức thì bán cát bán hung mà cũng phải chờ xem con cái sau này như thế nào nó mới ra được cung nô bộc thì này các mối quan hệ với bạn gái thì hết sức cẩn thận rồi à, đấy là cùng tiếp theo cung điện trạch cung điện trạch thì quá đẹp rồi thiên phủ sau thiên phủ đóng ở điền điền cung ơn nhờ tổ tiệp đất đai ơn nhờ tổ nghiệp đất đai lưu truyền đấy, thiên phủ thì sau này thiên phủ là thiên kho quốc khố là nó chủ về kho tàng thế nên sau này nhà cửa đất đai là thứ nhất là nhiều cái thứ hai là to rộng đặc biệt nếu mình phủ không thì không nói làm gì phủ không thì đôi khi có thể đi quản lý cái nhà hàng khách sạn cho người khác nó rất là to chợ thuyền Biến bãi nhưng mà phủ đi xong lộc sau này là số này có thể tự tay mua sắm phát triển cái mảng đất bất động sản đất đai đấy chính là tổ hợp liêm phủ đi với tử tức liêm trinh thì cạnh tranh tranh đấu được về cái mặt điển trạch có văn khúc ở đây đi với hoa kỵ thì sau này là nhà cao to lớn đẹp long đức may mắn tài thọ cát lành nhưng mà có hoa kỵ ở đây có hoa kỵ ở đây thì hãy cẩn thận liên quan đến các cái giao dịch giấy tờ rất dễ nhầm lẫn lá số này thì thông minh tinh ý nhanh nhẹn ít khi nhầm lẫn nhưng mà khi khi làm các cái việc lớn các cái giao dịch hợp đồng lớn thì hãy cẩn thận văn khúc đi hóa kỵ nha và cẩn thận cái vấn đề đấy nếu không sẽ có sự sai sót nó không được như ý còn cung điền trạch như này là rất rất đẹp rồi liêm phủ một hỏa một thổ rất hợp với mệnh thổ cục thổ đấy, kết hợp với huynh đệ làm về cái mảng bất động sản rất là hay nó tam hợp với nhau mà quan trọng là nó sáng thì nó mới kết hợp được Nếu tối thì chẳng kết hợp được Tiếp theo là cái đại vận à, đi đến các đại vận là số này 15 đến 24 thì tốt rồi công danh tài lộc có thứ đầy đủ cả để mới đi ra làm là cũng tốt cả này Tất nhiên mới đi ra làm thì nó phải vất vả nhưng là như là số này là nó anh thông thuận lợi 15 đến 24 à, tử vi độc tồn hóa lộc hóa quyền đào hồng nghỉ may mắn cắt lành có hóa thị thì có một chút thị phi thôi còn lại là cái vận 15 đến 24 rất tốt còn vận 25 đến 30 gì 25 34 cái vận này cô đơn này, buồn phiền này kỳ đà cản mũi này vất vả này lao tâm khổ tứ chính là cái vận 25 34 à, trục trặc về mặt tình duyên công danh tài lộc tình duyên gia đạo vận này rất rất trục trặc khi mà không có gì thì có rất nhiều còn khi có nhiều thì phát lại cuối cùng lại mất trừ phi lá số này làm về chuyên môn làm về nghiên cứu thì nó sẽ tốt còn đi vào kinh doanh buôn bán các thứ thì nói chung là vận này cũng không ổn vận này 2534 mã định không kiếp đà la cô thần quả tú tăng môn như thế này gian nan vất vả khổ cực cái vận này anh chị nhá cái vận này mà theo làm việc theo chuyên môn ấy, đặc biệt liên quan đến công nghệ liên quan công nghệ thông tin thì vận này là phát tải phát lọc cực kỳ mạnh nhưng mà còn đi vào kinh doanh buôn bán tham sân si ấy, kết à, lại à, mất đấy là vận địa không địa kiếp cũng ảnh thuộc hỏa sinh cho mệnh thổ cái thứ hai là nó cách cục của nó là bạo phát bạo tàn trong cái vận này mã ngũ hành thuộc hỏa cũng sinh cho mệnh thổ vận này nếu mà làm về chuyên môn rất tuyệt vời còn đi vào kinh doanh thì độ rủi ro rất cao nên thế nên là nên phát triển từ chuyên môn cho cái vận 25 đến 34 vận đầy rủi ro đầy thử thách phát triển trong khó khăn lá số này mệnh tài quan tốt Thế nên là cái vận 2534 là vận phát triển trong khó khăn Còn nếu mà phát triển về mặt chuyên môn thì nó sẽ an toàn hơn Và sẽ có nhiều cái sáng kiến nó rất là đột phá Mệnh vô chính diệu đi đến địa không địa kiếp Không kiếp ngũ hành lại thuộc hỏa sinh cho mệnh thủy Thiên mã lại ngũ hành thuộc hỏa sinh cho mệnh thủy Thế nên là nếu làm chuyên môn ở cái vận này rất là tuyệt vời thiên cơ nó còn chủ về trí tuệ nữa còn đi vào kinh doanh buôn bán thì thiên cơ không hợp địa không địa kiếp đi về đà la chủ về chắc trở thất bại mất mát còn làm chuyên môn thì bắt đầu ổn anh chị nhá tiếp theo vận 35 đến vận 44 vận này thì cách cục là sát phá tham đi với đào hồng đi với gì đi với hóa quyền đi với khôi việt cắt lành may mắn nhiều cái hành thông thuận lợi nhưng mà cái điểm cuối cùng của nó là khi công danh các thứ nó thành đạt rồi khi có quyền sinh quyền sát là cái sao thất sát rồi thì hãy cẩn trọng một chút con thiên không này đấy, thiên không tứ mộ rất dễ mất trắng trắng tay trong cái đại vận này đấy, cái đại vận này là nên hết sức cẩn thận khi mà có thành tựu rồi thì nên giữ gìn một chút Mặc dù cái sao văn sư văn khúc là tốt Thanh long là may mắn Sinh mộ vượng cát khôi việt quý nhân tốt Nhưng mà có cái con linh tinh Một con thiên không như thế này thì cẩn thận Khi thành công rồi thì nên giữ gìn một chút Đừng mạo hiểm quá Còn vận 45 thì yên tâm Vận 45 thì rất, rất, rất rực rỡ tốt đẹp mọi thứ Vận 45 vào cung gì cũng tài bạch quá đẹp Vận 45 đẹp Thái dương thiên lương nhật xuất lôi môn Nhật xuất lôi môn là gì à, Nhật xuất lôi môn Nói chung là tiếng tăm vang như sấm Vượng về công danh, vượng về tài lộc Hóa khoa là thanh danh, khoa bảng danh tiếng Tạo vụ hữu bật cũng tốt này Thái tuế, tứ linh, quang quý, thai tọa Vận 45 là vận rực rỡ nhất của cuộc đời Thế nên là cái vận 35 đến 44 Nên giữ gìn những cái thành quả mình đã đạt được Để vận dụng sang cái vận 45 Tiếp theo vận 55 cũng là một cái đại vận vô cùng cắt lành của lá số này Tử phủ vũ tướng đi với hóa lộc đi với tướng quân đi với quốc ấn Xuất tướng nhập tướng lưỡng tướng trong cái vận này Lại có cả lộc tồn chiếu về Vận này là song lộc tử phủ vũ tướng cắt lành may mắn hành thông thuận lợi Và chúng ta nên dừng lại vận 65 Rồi nên dừng lại 65 thôi Cự môn đi với thiên đồng cô thần quả tú tàng tuế điếu địa không địa kiếp kinh dương đà la 75 thì cũng thế thì Sát phá tham đi với đào hoa hồng loan đi vận thiên không đi với linh tinh thiên hình phục binh và tôi tiếp theo năm 2022 của bạn này nhá 2022 nhâm dần lưu tài tuế vào đâu lưu tài tuế là mạnh nhất vào cung tật ách à, có vũ khúc thiên tướng đi với hóa lộc tướng quân, quân quốc ấn như vậy hiện tượng năm nay không danh tài lộc có thứ là tốt này đây là cái thứ nhất này vũ khúc đi với hóa lộc là chỉ tài lộc tốt thiên tướng đi với tướng quân đi với quốc ấn là hiện tượng công danh tốt dễ dàng là thăng quan tiến chức tức là chức vị các thứ là nó được uh, thăng, tăng lên còn làm trong nhà nước thì người ta mới gọi là thăng quan tiến chức đấy là cái thứ nhất cái thứ hai năm nay là năm dần tiểu hạn năm dần của bạn ở đâu năm dần của bạn ở đây vào cung nô bộc tham lang đi với đào hồng đi với y diêu như vậy năm nay hiện tượng là sắp rất dễ kết hôn cưới hỏi các thứ thậm chí là có bầu à, có bầu đấy là tượng của năm nay đấy tượng năm nay tham lang đi với đào hồng y diêu xem ra là ăn chơi quá đà rất dễ sinh ra có bầu rồi lại phải cưới mà cái lá số này cưới sớm là nó không được tốt cho lắm đâu thế nên là thôi tùy bạn lựa chọn thôi đấy là cái tượng của năm nay tiếp theo cái tượng năm nay vào cung nô bộc thì cẩn thận bạn bè ăn chơi dụ dỗ đấy là cái tượng thứ hai tiếp theo năm hai gì nhỉ năm 24 tuổi là số này thì rất đứng đắn rất đàng hoàng rất chính trực rất quang minh chính đại năm 24 tuổi thì sao năm 24 tuổi 15 hai đây năm 24 tuổi thì vào cung huynh đệ rất tốt Tử vi đi với lộc tồn tượng của năm nay nói chung là công danh tài lộc tốt tình duyên thì tình duyên thì tùy bạn lựa chọn là số này thì nói chung là cưới xin thì nói chung là thích là cưới thôi, ai yêu ai cũng mến, đấy là tượng của bạn trong năm nay nhá. Nói chung là năm nay đại vận tốt, tiểu hạn tốt, lưu niên tốt. Lưu niên tốt thế nên là các tháng dù nó có xấu thì nói chung là nó vẫn không đáng ngại, thế nên là đây là một cái năm hoàn toàn tốt của bạn, không có vấn đề gì. Tiếp theo xem cho bạn luôn năm 25 tuổi, hết sức cẩn thận. 25 tuổi vào năm gì ạ? À? À, đại vào một cái đại vận mới, vào một cái lưu niên mới, đi vào cơ không kiếp đấy, xuất hành chỗ ngoại đi xa cẩn thận đi xe máy các thứ cẩn thận đi lại trên đường cẩn thận tiếp theo là nói chung là giao dịch kinh doanh buôn bán phải hết sức cẩn thận nếu không sẽ bị lừa rồi cuối cùng là cô đơn buồn phiền đấy, năm nay mà lấy vợ là năm sau trục chặt luôn vào luôn cái đại vận cung vu thê cô quả đà tang hổ phá toái không kiếp đấy là cái tượng của năm sau 25 tuổi thế nên bạn nên cân nhắc và suy nghĩ đại vận 25 đến 34 và cái năm sau luôn rất rất nhiều rủi ro đấy tượng của năm sau nhé tiếp theo năm sau lại là năm gì là năm mão tiểu hạn vào cái cung thiên di thiên di là cự môn thiên đồng cô thần quả tú điếu khách xung khắc xung khắc bất mãn về lời nói bất tương bất mãn không tương đồng với ý kiến của cô đơn buồn phiền đấy là tượng của năm sau đấy, tiếp theo là đại vận lưu niên này tiểu hạn vào đây nói chung năm sau rất xấu thế năm nay tuy có tốt đấy người ta gọi là gì trong họa có phúc trong phúc có họa đấy năm nay thì là phúc thì năm sau thì đang là đến họa rồi thì nên bạn nên cân nhắc suy nghĩ một chút đấy rồi xin chào hẹn gặp lại anh chị trong các lá số tiếp theo